Dạ, xin chào tất cả các anh chị mình quay trở lại kênh ha. Thì hôm nay là cũng chúc anh chị mình nhiều sức khỏe nha. Hôm nay thì cũng giới thiệu anh chị mình cái hàng may giống nha anh chị. Thì trước khi lên mấy mã số thì giới thiệu của anh chị mình cái lô mà 200 một cặp bao ship đây. Này là nhị ngọc toàn đây nè ha. Đây là mai nhị ngọc toàn. Giờ bên đây là mấy cây siêu bông mình lợi. Nói chung là cây thì con đã cắt lực cho nó tàn nó gọn các anh chị. Để cho nó ôm nụ mập nha. Cây này thì lô này là con không có thả tàn nha, không có thả cho nó bự cái tàn nha, tàn nó rộng nhưng mà nở bông chùm rất là dữ luôn, cắt gọn lại thôi. Cái cây vừa phải nha anh chị. Lô này thì 200 một cặp receipt của anh chị mình luôn nha, hàng gốc nhớ, cây này một mùa thôi nha anh chị. Đây, ví dụ mà mấy cây này nè, của anh chị mình thấy cái tàn nó nhánh vậy thôi, chứ đi bông chùm rất là dữ luôn, kín cây luôn nha các anh chị. Đế thì đế quấn tùm lum hết, quấn lò xo, quấn đủ hình cho anh chị mình luôn ha. 200 một cặp bao ship nha các anh chị. Đấy, bình lợi nhị ngọc toàn, nhưng mà nhị ngọc toàn còn ít nha, chủ yếu là còn đa số là bình lợi thôi nha các anh chị. Nguyên dài đây ha, thì số lượng các anh chị mình lựa chọn luôn. Cây thì nó đã ôm mập nè, nụ nào nụ nấy no tròn ha, chứ không phải như mấy cây mà các anh chị mình thả tùm lum nhánh ra xong rồi nụ chút xíu nha. Đấy, này là siêu bông bình lợi, chủ yếu là bình lợi thôi ha. Giờ đây thì chiều nay là con cũng giới thiệu anh chị mình ít cái cây mai luôn ha, vài mã số cho anh chị mình xem lựa chọn luôn. Đây là một cây cúc không nhị hoàng huyết long. Cây này chiều cao 5 tấc, ở chiều cao 8 tấc, tán ngang 7 tấc, cây ghép 6 năm nha con chị, ghép 6 mùa nè. Cho anh chị mình thấy nè, cái chột ghép nó bự hơn tay cái nha con chị. Cây chột rất là cứng cáp, rồi cái dàn xương nè con anh chị mình thấy nè. Dàn xương liền giòn đầu luôn nha. Cái này là cái đầu bự nè con chị, góc giường á mà nó liền á, nó kéo 3 bo nè con chị. Hồi xưa ghép có 3 bo thôi mà nó lượn nó liền vậy luôn. Thì này thì cây nó ghép 5 6 năm nha anh chị, cũ đế nó cũng được nha. Đo hoành cho anh chị mình xem thông số cụ thể luôn. Để cho anh chị mình coi trực tiếp ha. Còn con cây thôi, nói chung cũng sổ rẻ rẻ cho anh chị mình dễ chơi nè. Cây này hoành khoảng chừng 20 nha anh chị, hoành khoảng 20 thôi. Đấy, cho anh chị mình thấy ha. Tai tàn nó cũng khá, cũ đế nó cũng đẹp luôn nha anh chị. Đấy. Rồi, một cây cúc không nhị hoàng huyết long, còn cây cuối cùng già mùa nha anh chị. Để này là rất là lâu rồi. Cây này thì báo giá của anh chị mình luôn ha. Cây này là giá là 950 nha anh chị. 950 bao ship của anh chị mình luôn. Chiều cao là 80, tán ngang là 70 nha anh chị. Cây ghép 6 mùa rất là đẹp ha. Cây số 2. Số 2 này là con lên của anh chị mình một cây cúc kem mini nha. Cây ôm nụ rất là nhiều nè. Đây của anh chị mình thấy cái bông nè, bông cúc kem nè, nụ thì nụ mập thù lù, nụ kính 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 to mập 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 dẹp dẹp không đó. Chân kiểu mà gọn gọn trong nhà thì nó ok anh chị, cái bông này nở rồi nó tàn nè, có mấy con sâu nó cắn nè, bông nó nở thì tùm lum hết trơn rồi. Nó nhưng mà còn nụ rất là nhiều nha anh chị. Đây cúc kem. Đấy, cây này mã số 2 giá 150 bao ship của anh chị mình luôn. Cây cúc kem mã số 2 buổi chiều ha. Tại sáng bữa nay con không có đăng nên con đăng cố định cho anh chị mình vài mã thôi. Và cây số 3. Số 3 này là con lên của anh chị mình một cây nhị ngọc toàn lá cẩm thạch của anh chị nè. Thấy bông gió nó nở tùm lum hết trơn nha. Nhị ngọc toàn lá cẩm thạch, lá trắng bông trắng luôn, giống như mấy bạch mai tân tân vậy đó anh chị nè. Bông nụ đi chùm chùm luôn, nụ thì nó đi búp 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 vậy nè. Thì cây này nó có lỗi nha của anh chị, cây có lỗi nè, nó hơi phiết ở ngay cái đầu này tí xíu nè của anh chị mình thấy đây nè ha. Nó phiết vô cái đầu này, nhưng mà mấy cái chột này thì ghép nó mập tù lù rồi, nó bự chẳng cà bá lửa nha của anh chị. Gốc với gốc nó rất là to nha. Của anh chị mình thấy vậy thôi, tuy là nó có, nói chung là nó lỗi với cây này, nó cao được 1 gang, 2 gang, 3 gang, cao là 6 tấc của anh chị. 6 tấc là lấy tới đây nha, mấy cái ngọn dài dài là bỏ nha của anh chị, không có tính á. Mấy cái này của anh chị mình chơi tới là vi vu rồi. Nhưng mà lỗi nhỏ thì không nhầm gì nha của anh chị, tại gốc thì nó cũng quái, nó cũng đẹp á. Đo thử của anh chị mình xem chịu hoành. Cái này là cây số 3 nha. Đấy, đo của anh chị mình xem ha. À, tay nè. Kèn nó kèn vô cái cành này thì con không có lấy cái cành này nha. Đó. Rồi đo thông số cho mình xem luôn, tới đây lớn như cái chỗ này hoành khoảng 22 gần 23 nha anh chị, hoành gần 23 được. Cây cao 6 tới hoành 23, cây này giá là 600k bao ship của anh chị mình luôn. Nhìn ngọc toàn lá cẩm thạch, cây này mã số 3 ha. Dạ, giới thiệu của anh chị mình cây kế tiếp nha. Cây này là một cây siêu bông Sài Gòn, hàng đế bonsai rất là đẹp nha của anh chị. Cái tai tàn nó cũng tương đối thôi. Đây của anh chị mình thấy nè, cái đế phần nơm của nó cao khoảng 2 tấc rồi nó dè ra nè, cho anh chị mình sửa vô cái thế dáng bay được nha. Đấy, cái này một cái siêu bông Sài Gòn, cái này giá là 220 bao ship của anh chị mình luôn ha. Cái này mà số 4 nha anh chị. Giờ qua mà số 5. Số 5 này là con lên của anh chị mình một cây tam sắc nha. Cây cây này cây tam sắc hoàng mai. Loại này thì
giống như là cháo tam sắc mà loại giống cũ hơn. Cái loại này thì bông nó cũng bự hơn tam sắc hoàng mai chút xíu thôi nha các anh chị, nhưng mà củ đế nó cũng đẹp nha. Cái tay cành đều đổi màu nha, sáng màu cam đậm, chiều màu cam, ôi chiều chuyển qua màu trắng ha, chiều chuyển qua màu trắng. Thì bông cây này thì hoành nó cũng tương đối nha, để con đo thử cô anh chị mình xem chiều hoành. Nãy số 4 ha, nãy siêu bông Sài Gòn mã số 4 mà cây này mã số 5. Lên cô anh chị mình xem luôn nè. Đấy. Cái này hoành khoảng 11 nha, hoành khoảng 11, cái này giá là 250 bao ship của anh chị mình luôn nha. Mấy một cây dạo tam sắc ha. Giờ cái thế mà 66, số 6 này là con lên của anh chị mình cây siêu bông Bình Lợi. Cái Bình Lợi này thì con lên của anh chị mình hàng cái đế bonsai nè các anh chị, đế bonsai hình thú nha các anh chị. Đây hình thú dài nè, cái hình thú này nó dài cả gan nè. Đấy, chân trước cũng được hai chân nha. Cây thì nó cũng tương đối khá thôi. Đấy, này Bình Lợi nha anh chị. Đây cây này hình thú này giá 300k receipt của anh chị mình luôn, mã số 6 nha. Đấy, số 6, một cái Bình Lợi dáng hình thú đế khá là đẹp luôn. Máy này là của anh chị mình chích dưỡng nụ vô thêm là mình chơi tới là Vipu rồi nha. Đây một cây hình thú mà số 6 300k receipt một cây số bông Bình Lợi nha. Nhà cây kế tiếp cũng mình cây Bình Lợi luôn mà số 7. Ở đây của anh chị mình thấy là một cây dáng bay nha, dáng bay thân lắc lượng như của anh chị ghép gửi nha. Ở đây là con ghép 2 bo nè, 3 4 5 bo nè. Cái sải bay của nó là 7 tấc rưỡi nha anh chị, sải bay nó từ bên đây qua tới bên đây là 7 tấc rưỡi, chiều cao thì nó khoảng gần 6 tấc nha anh chị. Nè, củ đế nó cũng được nha. Tại vì cây này, mấy cây này thì nó to hơn mấy cái cây kia lắm nha anh chị. Thì tùy theo đế thế mà của anh chị mình chọn cây thôi. Tại mấy cây này tàn rộng á, mình phải xếp cái thùng rộng mới được. Cây này hoành 15 nè, nó hoành 15, bên đây là 16 anh chị. Đó, cây tương đối khá của anh chị mình ha. Đấy, rồi một cây siêu bông Mình Lợi tàn bay. Cây này giá là 500k bao ship của anh chị mình luôn, hoành 15, cây rất là bự nha anh chị, chứ không phải mấy cây nhỏ đó ha. Đây mà số 7. Cây kế tiếp Nhị Ngọc Toàn mã số 8. Cây này thì đế thế nó cũng đẹp luôn nè. Cây lắc ở dưới nè, ở dưới là có cái chân nè, ở giữa nó có một tầng nè, ở trên và một tầng nữa. Cái này 3 tầng lớp ha. Đây nè, ở dưới là phần 1 nè, đây phần 2, ở trên là phần 3 nè ha. Đây cây này củ đế nó cũng quái cũng đẹp nha các anh chị. Đây, cây này thì nó nói chung là nó hai cái phần thân nên không có đo hoành được, chỉ có đo hoành ở đây thôi, còn hoành bên đây là nó phân riêng ra, cái tầng dưới là nó phân chi riêng nha các anh chị. Cây thì cũng rất là đẹp luôn đấy, nhưng mà cái hoành thì các anh chị mình thấy cái hoành bên đây thôi nha, mình chỉ đo cái hoành nhỏ thôi nha. Đây là hết 13 nè, mình chỉ lấy cái phần này thôi, còn mà để đo cũ này tới 20 mấy được nha các anh chị. Đấy, cây này thì do các anh chị mình cũng chích tạo nụ chơi tết được rồi. Phân nè, phân từng lớp 1, 2, ở trên là 3. Rồi cây này mã số 8, Nhị Ngọc Toàn giá cũng 500 bao ship của anh chị mình luôn ha. Nhị Ngọc Toàn mã số 8 nha anh chị. Và cây kế tiếp mã số 9. Cây này là con lên của anh chị mình một cây giảo đồng tiền nha. Giảo đồng tiền này là con ghép nó được 6 bo nè. Đây là 2 bo nè các anh chị. Ở trên đây là con ghép được 1, 2, 3, 4 bo nè. Mấy cây này thì nó nụ cũng mới la rai thôi chứ nó chưa có nụ nhiều nha, nhưng mà có một cái củ đế nó cũng bình thường thôi. Ghép 6 bo giảo đồng tiền nha. Cái này có anh chị mình dưỡng năm sau á thì mấy cây này thì nó đủ tai đủ tán, cây mấy cây này tán rất là rộng nè. Cây này hoành 17 nha các anh chị. Hoành 17 nha, chưa được 18 nha, hơn 17 tính 17 đi ha. Cây này thì báo giá của anh chị mình luôn ha, cây này giá là 380 bao ship nha. Mặc dù hoành cái to nhưng mà tại vì cái bộ đế nó không có giữ nên con bán sẽ giá nó mềm nha. Còn mà cây thì nó hoành chừng khoảng 12, 13, 14 vậy đó, nhưng mà đế nó giữ hơn thì giá nó sẽ nhỉnh hơn này nhiều nha các anh chị. Rồi cây này giá 380 thôi nha, mã số 9 giảo đồng tiền nha các anh chị. Giờ cái kế tiếp mã số 10. Số 10 này con lên một cây giảo cánh tròn cây mơn nha, nhưng mà có một cái thì gốc nó bự cũng giống như cái giảo đồng tiền vậy nè cô anh chị, nhưng mà có một cái là nó chưa có được già hung thôi, chưa được già hung thôi, bắt đầu vậy là nó ôm nụ luôn nè cô anh chị. Giảo cánh tròn cái mơn, cây này con ghép 4 bo nha, thì tàn nhánh nói chung là nó cũng tương tương thôi. Mấy cái lô này thì con ghép nó mới ra bịch nó chừng có vài ba tháng thôi nha anh chị, nó chưa có già hung. Thì cũng lên thông số của anh chị mình xem luôn. Mấy này thì lên của anh chị mình xem ha, tại gốc thì nó to thiệt nhưng mà cái đế nó cũng bình thường thôi nè. Gốc hoành là 17 rưỡi bằng cây hồi nãy luôn, cây giảo đồng tiền đó các anh chị. Thì cũng bằng giá luôn, giá 180 bao ship của anh chị mình luôn, mã số 10 nha các anh chị. Cây hoành rất là to nè, hoành khoảng chừng 17 nha các anh chị. Cái này thì ship đi con sẽ vô dây lại, tại vì cái cành nó còn đang ngắn nên con chưa có vô dây ha. Nhưng mà các anh chị mình chọn thì con mới vô dây con ship đi xa thôi, còn không thôi là con để vậy nuôi cho nó cái thằng nó bự hơn tí xíu nữa nha các anh chị. Mã số 10 giảo cánh tròn cái mơn, giá là 380 ship. Và cây kế tiếp mã số 11.
11 này là con lên của anh chị mình mà một cây bạch mai thái nha. Này con chưa có vô dây dựng ngọn, vô dây thì dựng lên vậy thôi, xếp đi con anh chị mình được rồi. Hàng thì đế bonsai gọn gọn nha anh chị. Đấy, cây 11 này giá là 200 bao ship ha, bạch mai thái nha anh chị. Giờ qua mã 12 cũng vậy luôn, cây này cũng bạch mai thái luôn nha. Thì đế cũng gọn gọn bonsai thôi, của anh chị mình dễ chơi thôi ha. Đấy, cho anh chị mình thấy ha, tai tàn thì nó cũng tương đối đều, cây thì ghép nó chừng 2 bo thôi nha anh chị. Đấy, bùm sùm sùm xê hơn. Hôm qua thì cũng có lên của anh chị mình cây bạch mai thái, nhưng cây đó thì cái tàn nó ít ha. Cây này thì tàn nó gọn, nó đều, nó nhiều hơn nha anh chị. Hai cây này ha, tàn nó nhiều hơn. Thì cũng đồng giá luôn, cũng 200 bao ship này mà số 12. Và cây kế tới mà số 13. 13 này là con lên của anh chị mình cây dậu như ý. Cây ghép 3 bo tàn nhánh đều hoành thì nó cũng khoảng được 10 nha anh chị. Hàng cũ đế thì nó cũng tương đối nơm luôn. Cũng đồng giá 200 bao ship của anh chị mình luôn nha. Đây là cây dậu như ý ha. Giờ qua mã 14. 14 này cũng y chang vậy luôn, cũng dạo như ý. Hoành thì nó cũng tương tự, cây cũng ghép 3 bo luôn, cùng một cỡ nha các anh chị. Thì một cỡ một giá cho anh chị mình thôi. Đấy, tàn nhánh thì nó cũng sùm sùm xê vậy luôn. Nay mã số 14 cũng dạo như ý, giá cũng 200 bao ship luôn ha. Giờ mã 15. 15 này là con chị mình một cây nhị ngọc toàn lá cẩm thạch nha. Thì cây nó cây này ghép được 1 2 3 4 bo củ đế khá là quái luôn á. Cây này thì đế khá quái nha anh chị. Đây cho anh chị mình thấy ha. Rồi, cây này giá là 220 bao ship của anh chị mình nha. 220k bao ship của anh chị mình luôn. Một cây nhị ngọc toàn lá cẩm thạch ghép 4 bo nha. Tàn nhánh thì nó bùm sùm sùm xê, lá củ đế đẹp cho anh chị mình ha. Cây tương đối ha. Giờ cái kế tiếp mã 16. 16 này là con cũng lên của anh chị mình cây cục kem bự nha. Cây này con ghép thì nó nhiều bo tại vì ghép gửi tàn thông á. 1 nè, 2 nè. 3 nè. 3 bo nha anh chị, 3 bo. Rồi 4 5 6 7 8 9 10. 13 bo nha anh chị, 13 bo nha. Cây thì nó cũng khá là cao, tàn nhánh nó đều, là mặt bông nó có trên cây luôn. Cái là một cây cúc kem nha. Cúc kem, mặt bông cúc kem đây con anh chị mình xem ha. Cái màu bông nó kem kem chứ nó không có như người ta nha. Cây này thì hoành nó chừng khoảng chừng 14 gần 15 nha anh chị. 14 gần 15, chiều cao là hơn 7 tấc anh chị, tàn nhánh thì nó đều. Cây cỡ vậy thì giá là 700k bao ship của anh chị mình luôn, cây cúc kem ghép gửi thằng thông ha. Và cây kế tiếp mã số 17. 17 này là một cây siêu bông Sài Gòn nha anh chị. Bông thì bông rất là to, nếu mà hiện tại nếu mà so với mấy mai khác thì bông siêu bông Sài Gòn thì bông to nhất ha. Cái nữa mới bình lợi nha, bình lợi thấy dễ chứ nó khi mà nở rộ thì cái kích chiều cỡ chiều ngang không có bằng cái Sài Gòn được nha anh chị, đúng là vậy. Nhưng mà cánh Sài Gòn nó phết điểm, điểm là cánh nó hơi mỏng ha, cánh Sài Gòn thì nó hơi mỏng hơn bình lợi. Đây, cây này ghép 3 bo nè, tàn nhánh đều nè, cây này thì hoành nó vừa phải cho anh chị mình thấy ha. Cây này ghép 3 bo ôm nụ nhiều rồi, cây này giá là 200 bao ship của anh chị mình luôn nha. Này 17. Giờ cây kế tiếp là số 18. 18 là một cái tiếng vua nha. Hai tiếng vua hàng cũ đế khá là đẹp nha anh chị. Ha, tay cành thì nó đều, ôm thì nó vậy đó. Nụ thì cũng rất là nhiều luôn. 16 18 ha. Hoành nó không có to đâu, hoành này chừng 8 thôi nha cô anh chị. Nhưng mà cây thì cũ đế nó đẹp khá nha. Cô anh chị mình dỡ cái bầu ra mình vô mình chỉnh sửa lại thì cây nó ok, rất là đẹp luôn. Em mã số 18 ha, cây tiếng vua, cây này cũng giá là 200 bao ship của anh chị mình luôn ha. Và cây kế tiếp là con lên của anh chị mình một cây con ghép hai giống nha. Cây này thì cái gốc thì rất là đẹp luôn nha anh chị, nguyên một cục chà bá lửa vậy luôn nha. Đây là bo tiếng vua, còn bên bo bên đây là bạch mai tân tân ha. Đấy, ghép hai bo và hai bo giống khác nhau. Cây thì nó cũng khá là liền cốt luôn rồi. Cây này giá là 200 bao ship mà số 19 nha anh chị. Số 19 ha, cây rất là đẹp nha anh chị. Đây củ đế tai tàn đều, cây này thì chiều cao nó khoảng 5 tấc được ha. Và cây này là cây cuối cùng nha. Này thì con lên cho anh chị mà số 20, cây này giảo cam cánh tròn đầu đỏ bình định. Là nguyên cái clip này luôn này cho anh chị. Đây nè. Đây, giảo cam cánh tròn đầu đỏ bình định. Khi mà nó mới ra thì nó sẽ đỏ chét như cây ngoài đó. Còn này là nó ra được, nó già già nè. Nó vẫn còn đỏ nè các anh chị. Đỏ trên ngọn thôi. Cây này ghép 4 bo nè. 4 bo củ đế quá trời đẹp luôn nha anh chị. Đây, chậu này là chậu lọt lòng 2 tấc rưỡi cho anh chị mình thấy. Cây ghép 4 bo tàn nhánh bùm sùm sùm xê. Bông màu cam phấn nha, mà số 20. Cây này giá là 480 bao ship của anh chị mình luôn. Tàn nhánh thì nó đều rồi, của anh chị mình có thể chừng nửa tháng nó mới cắt bo được nữa nha anh chị. Này thì ship đi còn sẽ vô dây chỉnh sửa cho anh chị mình xương xương lại nha. Đấy, một cây dạo cam cánh trọt đỏ bình định. Cây này chậu 2 rưỡi ha, giá là 480 ship của anh chị mình luôn. Nhà đây thì cuối clip thì cũng giới thiệu của anh chị mình cây bự bự mình coi chơi nha.
Cây này là một cây nhiều toàn lá cẩm thạch nè, thì đế nằm nha. Cái chậu này là từ bên đây qua bên đây là cái chậu không nha anh chị, cái chậu là 50 á, còn cái tán sải của cái bay của cái này là tới 80 được nha anh chị. Cái sải tán rất là rộng luôn, thì tùy theo anh chị mình lựa chọn thôi. Bộ đế nó cũng khủng nè, thì cái này con sẽ ship chậu luôn nha, ship chậu luôn. Cái chậu này thì trung bình của anh chị mình mua ngoài chợ cũng khoảng 400-500k đó, tại vì chậu kiểu hoa văn ha, còn mà dạng mà chậu tròn thường thường nó có mấy chục k, nó rẻ hơn rất là nhiều. Cái này ôm nụ nhiều rồi nha anh chị, cho anh chị mình chơi tết vivu luôn. Mặt bông thì có trên cây nè đó, cho anh chị mình thấy ha, cây thì sữa ra tán ra tay rất là đẹp rồi. Cây này ship tận nhà, ship chậu cho anh chị mình luôn ha. Đấy, cây thì để thế có nha các anh chị. Đây, cây này giá là 2,5 triệu bao ship của anh chị mình luôn á nha. 2,5 triệu là bao ship bao chậu luôn của anh chị mình luôn, tới nhà luôn ha. Đây, các anh chị mình cứ xem kỹ cái cây nha các anh chị, nhìn ngọc toàn lá cẩm thạch, lá trắng bông trắng rất là đẹp ha. Và đây là cuối clip quay của anh chị mình xem một cây dảo riêng nha. Dảo riêng đẹp nha các anh chị. Cây này hoành 19, cao 1m6, tán ngang là hơn 1m, gần 1m1 rồi các anh chị. Nhưng mà bông là con bảo hành bông cho anh chị mình tới Tết luôn đây. Mặt bông thì nó có sẵn trên cây, cánh tròn bông là từ 8 cánh ăn lên nha. Bông thực tế trên cây nha, đi bông chùm chùm không, nó vẫn có bị lai không chị. Nhưng mà tại vì cây mình mới có vô thuần chậu 1 năm á, nó cái độ lai nó vẫn còn nhiều nha. Thế của anh chị mình vô mà lâu năm nó già cây á, thì bông nó sẽ lên nó đẹp hơn, nó cánh nó sẽ tròn hơn, nó ít có nhăn hơn ha. Đây ha con chị, đây nè, mấy bông này bị lai nè, mấy bông này nó ok đẹp nè. Đó, đây là một cây ha, một cây dảo rin nè, dảo rin nguyên thủy bông đẹp luôn cho anh chị mình thấy ha, đi bông chùm luôn. Củ đế vẫn đẹp luôn nha anh chị, hàng củ đế hoành 19 nha. Hoành 19, cây này thì bảo hành của anh chị mình cho mình mặt bông, đúng mặt bông đẹp luôn nha. Thường của anh chị mình thấy vậy chứ bông đa số là 5 cánh, 6 cánh thôi, nhưng mà mấy cây này là hàng đế đẹp, tàn đều, hoa nó cũng đẹp luôn. Thì cuối clip của anh chị giới thiệu cho anh chị mình là một cây thôi. Cây này giá là 3,5 triệu nha anh chị, 3,5 triệu bao ship dảo riêng nguyên thủy nha anh chị. Bông thì bông chuẩn cho anh chị mình đi bông chùm nùi luôn. Thấy vậy chứ nên ở chưa có nhiều bông đâu. Còn nhiều bông lắm nha anh chị, thấy nở có khoảng chừng 20-30 bông thì mình thấy nhiều vậy thôi chứ nó còn rất là nhiều bông ha. Rồi thì cuối clip mình giới thiệu sơ của anh chị mình cái cây dảo nguyên thủy vậy đó, cái đế đẹp vậy nè. Rồi anh chị mình xem được cái loại nào thì mình có thể là liên hệ đặt hàng, gọi qua số máy là 0963210936, gọi nhắn tin đều được nha. Nếu mà có anh chị mình có lướt ngang kênh thì cho con lượt like, lượt đăng ký kênh phát triển hơn. Còn có những đóng góp ý kiến khác mình có thể là comment phía bên dưới hoặc nhắn tin qua Zalo trực tiếp cho con đều được luôn. Cuối cùng là chúc anh chị mình nhiều sức khỏe, mời anh chị trong giao sau. Dạ, xin chào ạ.